Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, miền Bắc đang trong tháng chính đông. Tuy nhiên, những ngày này thời tiết lại khá khô ráo và ấm áp. Có được điều này là do không khí lạnh hoạt động với cường độ không mạnh, nên nền nhiệt chỉ ở ngưỡng rét nhẹ, với nhiệt độ cao nhất ngày ở nhiều nơi trên khu vực Bắc Bộ đều ở mức từ 18 cho đến 20 độ. Trong đêm nay và ngày mai, khối không khí lạnh đang chi phối thời tiết các tỉnh miền Bắc sẽ bắt đầu di chuyển ra phía đông và suy yếu dần, nên hướng gió cũng chuyển dần sang đông nam. Do đó trời sẽ chuyển nhiều mây hơn. Độ ẩm không khí vào đêm và sáng sớm tăng lên mức khá cao, trên 88%. Tuy nhiên, tình trạng mưa nhỏ và sương mù chỉ xuất hiện ở một vài nơi nên không gây ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt của người dân. Trong đêm nay trời vẫn còn rét với nhiệt độ thấp nhất lúc này phổ biến khoảng từ 14 cho đến 19 độ. Khu vực các tỉnh vùng núi có thể thấp hơn, trời rét sâu. Do vậy, nếu phải lưu thông ngoài đường vào thời điểm này, chúng ta nhất thiết phải trang bị các vật dụng giữ ấm cho cơ thể để bảo vệ sức khỏe. Còn vào ban ngày trời lại hửng lên, giữa trưa đôi lúc có nắng nên nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến trong khoảng từ 22 cho đến 25 độ cho bộ phận phía Tây Bắc Bộ và từ 19 cho đến 23 độ cho các tỉnh ở phía Đông và Đồng bằng Bắc Bộ. Sau đó sang ngày 20 và ngày 21, nhiệt độ sẽ còn tăng dần. Cùng với đó là tiết trời ít mưa nên thời tiết rất thuận lợi cho các hoạt động dân sinh. Quý vị và các bạn nên tranh thủ thời tiết nắng ấm trong những ngày này vì đến cuối tuần, một đợt không khí lạnh mạnh tràn về sẽ khiến chuyển trời rét đậm, rét hại tại miền Bắc, thời tiết sẽ có sự thay đổi mạnh mẽ. Với các tỉnh Trung Bộ, trong những ngày vừa qua tình trạng ẩm ướt liên tục duy trì ở khu vực Trung Trung Bộ và trời rét nhẹ ở khu vực từ Thanh Hóa cho đến Hà Tĩnh. Sang đến ngày hôm nay cùng với sự suy yếu của không khí lạnh nên đới gió Đông Bắc cũng không còn mạnh nữa, nên mưa cũng giảm bớt chỉ còn tập trung ở các tỉnh từ Quảng Trị cho đến Quảng Ngãi với lượng mưa phổ biến không dưới 10mm trong vòng 24 giờ. Đến khoảng trưa mai mưa sẽ dứt hẳn. Do mưa giảm nên nền nhiệt độ trong ngày mai cũng có xu hướng tăng lên, nhất là đối với các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế phổ biến từ 22 cho đến 27 độ. Ở phía nam đèo Hải Vân, các tỉnh từ Đà Nẵng cho đến Bình Thuận, nền nhiệt có xu hướng tăng dần từ Bắc vào Nam, với tiết trời mát mẻ và ít mưa ở các tỉnh Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi với mức nhiệt từ 26 đến 29 độ. Riêng các tỉnh cực Nam Trung Bộ trời vẫn có nắng từ sớm và nhiệt độ tối cao trong ngày duy trì ở ngưỡng từ 30 cho đến 31 độ. Ở phía Nam, thời tiết khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn duy trì trạng thái ít mưa và thiếu nước do chưa có nguyên nhân nào gây mưa cho hai khu vực này trong khoảng từ 2 đến 3 ngày tới. Nhiệt độ khu vực Tây Nguyên tương đối dễ chịu, về đêm và sáng trong khoảng từ 19 cho đến 22 độ, còn nhiệt độ ban ngày khoảng 29 cho đến 32 độ, trời nắng với cường độ trung bình. Còn với khu vực Nam Bộ, nhiệt độ ban ngày có phần cao hơn một chút, đặc biệt tại các tỉnh thuộc miền Đông Nam Bộ như là Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai, Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh. Trời hơi nóng và oi bức trong một vài tiếng giữa trưa với nhiệt độ trưa chiều dao động trong khoảng từ 32 cho đến 34 độ. Do đó, nếu phải lưu thông trên đường trong khoảng thời gian này, quý vị cần trang bị mũ áo tránh nắng để đảm bảo sức khỏe. Cuối cùng là những thông tin thời tiết biển. Thưa quý vị và bà con ngư dân, trong đêm nay và ngày mai, hầu khắp các nơi trên khu vực Biển Đông, cường độ gió đều suy giảm. Khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả phần phía đông bắc của huyện đảo Hoàng Sa. Đêm nay gió đông bắc có cường độ khoảng cấp 5, có lúc cấp 6. Từ trưa chiều mai gió giảm dần xuống cấp 5, tình trạng biển dần ổn định trở lại. Riêng phần phía đông bắc của khu vực đôi lúc vẫn có gió cấp 6 biển động, nên bà con ngư dân cần chú ý đề phòng. Còn tại các vùng biển ven bờ và khu vực giữa Nam Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Trường Sa, gió đông bắc hoạt động với cường độ khoảng cấp 4, có lúc cấp 5, thời tiết thuận lợi cho các hoạt động lưu thông của tàu thuyền. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết tổng hợp của kênh VTC14. Chúc quý vị có buổi tối nhiều niềm vui. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.